Đà Nẵng trước năm 2000, không điện, không nước sạch, không nhà vệ sinh, trẻ không có giấy khai sinh và không được đi học. Chỉ có một cây cầu bắc qua sông Hàn, người dân chủ yếu dùng phà thô sơ để qua sông. Sau gần 3 thập kỷ, diện mạo Đà Nẵng thay đổi ngoạn mục. Mình cảm thấy rất dễ chịu và rất xứng đáng để mình ở đây và muốn giới thiệu cho bạn bè, anh em trên tất cả các nước mà mình biết. Không gian đô thị tăng gấp 3 lần, giao thông đồng bộ. Năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người là 4.300 đô la Mỹ, đứng thứ 5 cả nước. Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ thiên nhiên hoang sơ, con người thân thiện, chuỗi sự kiện văn hóa quốc tế cùng nhiều công trình đạt giải thưởng quốc tế. Thành phố này thật là thú vị. Ở đây thiên nhiên, dịch vụ du lịch rất tốt và món ăn cũng rất ngon. Những điều này hấp dẫn chúng tôi khi đến đây. Đà Nẵng lọt top 10 địa chỉ đáng sống nhất thế giới dựa vào các chỉ số hạ tầng, môi trường. Nhờ chính sách an sinh xã hội 5-0, 3-có, 4-an, nhiều năm qua, tỷ lệ trung bình tăng dân số của Đà Nẵng là 2,5% mỗi năm. Hàng vạn người nước ngoài đến an cư lạc nghiệp. Tôi lựa chọn ở lại đây vì quá yêu thiên nhiên, môi trường, mọi người rất thân thiện, luôn chào đón người dân từ khắp nơi đến làm ăn và sinh sống. Văn hóa thấm vào con người, người Đà Nẵng khi mà lòng tin mà đạt được với nhau thì luôn luôn là làm cho người ta tốt lên, làm cho người ta sống vì những cái mục tiêu nó cao cả, kể cả cái mục tiêu phát triển. Một diện mạo rực rỡ hơn sẽ hình thành với nhiều dự án đô thị, sân bay, cảng tiên sa, quảng trường, dòng sông ánh sáng hay tổ hợp quy mô ven sông Hàn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, rồi hạ tầng xã hội, có những chính sách ưu đãi để mà thu hút, trọng dụng người có tài năng để phục vụ cho thành phố. Theo đó thì thành phố cũng xác định là một đô thị lớn, thông minh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Điểm đến, đáng sống, đáng đầu tư, hàng đầu khu vực. Vươn tầm quốc tế sau gần 3 thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhờ sự quyết tâm, chung tay của người dân, doanh nghiệp với chính quyền Đà Nẵng.